trợ đàm thoại hay voice chat là một tính năng quan trọng đối với mọi tựa game mobile online. Chức năng này cho phép người chơi có thể thoải mái giao tiếp và trao đổi thông tin, bất chấp khoảng cách địa lý. Và nếu như bạn cùng các chiến hữu của mình đã chán với những cái tên quá quen thuộc như Liên Quân, Busy Mobile, thì sau đây sẽ là những tựa game mobile rất đáng để cân nhắc. Deadshot Brigade. Deadshot Brigade thuộc thể loại bắn súng góc nhìn trên cao, người chơi sẽ vào vai một kẻ may mắn sống sót sau đại dịch zombie và phải cố gắng sinh tồn. Tuy nhiên, bạn sẽ không cô đơn trên hành trình gian khổ ấy, vì ngoài việc kết bạn với những người chơi xa lạ, anh em game thủ còn có thể rủ rê thêm đồng đội để cùng nhau sát cánh chiến đấu chống lại lũ xác sống. Dù chỉ là một tựa game góc nhìn trên cao, nhưng không vì thế mà nhà phát triển Danny Bond coi nhẹ hình ảnh. Mọi chi tiết trong game từ bối cảnh, nhân vật, vũ khí cho đến cái hưởng chiêu thức đều được chăm chút tỉ mỉ. Việc sử dụng tông màu sáng giúp Deadshot Brigade giảm tính bạo lực, đồng thời trở nên thân thiện hơn với game thủ ở mọi lứa tuổi. Ice Racer. Nếu tôi đội của bạn yêu thích những màn so tài tốc độ và những pha drift xe ngoạn mục, vậy thì chắc chắn không nên bỏ qua Ice Racer từ NetEase. Một tựa game đua xe thì hỗ trợ đàm thoại để làm gì? Đó chính là điểm đặc biệt của Ice Racer. Các mẫu xe trong trò chơi được chia làm 3 nhóm là hỗ trợ, phá rối và tốc độ. Mỗi nhóm sẽ có một chức năng đặc biệt. Các vòng đua trong game là một cuộc thi giữa hai đội, mỗi đội 3 xe. Để có thể giành được chiến thắng, người chơi ngoài thể hiện kỹ thuật bản thân, còn phải cho thấy khả năng phối hợp nhóm tốt cùng với đồng đội. NetEase vốn nổi tiếng là một bậc thầy trong việc xây dựng đồ họa cho các sản phẩm của mình, và Eraser cũng không phải là ngoại lệ. Không chỉ hợp tác với hàng loạt thương hiệu siêu xe nổi tiếng, ông lớn ngành game Trung Quốc cũng rất mạnh tay chi tiền để thiết kế đường đua cùng các hiệu ứng đi kèm. Chưa dừng lại ở đó, trang phục của nhân vật trong game cũng hết sức đa dạng, thậm chí là không hề thua kém các tựa game thời trang hiện nay trên smartphone. Grand Criminal. Grand Criminal thừa hưởng lối chơi đặc trưng giống Grand Theft Auto San Andreas, nơi game thủ có thể lựa chọn việc thực hiện các nhiệm vụ tuyến tính hoặc chỉ đơn giản là đi quậy phá khắp nơi để tìm kiếm niềm vui. Điểm đặc biệt của game đó là nó cho phép người chơi có thể tương tác và đàm thoại trực tiếp với nhau. Điều này hình thành nên mối liên kết giữa các game thủ, giúp trải nghiệm game trở nên tuyệt vời hơn. Theo đánh giá cá nhân của mình, đồ họa trong Grand Criminal ở mức rất ổn, trò chơi lược bỏ các chi tiết nhỏ và tập trung nhiều hơn cho chuyển động nhân vật cùng bối cảnh. Tuy nhiên, vì là một game thế giới mở, thế nên hãy đảm bảo bạn có một chiếc smartphone đủ tốt để có được trải nghiệm tốt nhất. Một khó chịu nho nhỏ của mình khi trải nghiệm trò chơi này đó là việc bạn sẽ phải tự điều chỉnh điểm nhìn của nhân vật mỗi khi di chuyển hoặc nhìn ai đó, thay vì là tự động giống như bên GTA. Red Room. Red Room có lối chơi gần giống với Fall Guys hay FG Party. Cụ thể, game thủ sẽ được hóa thân thành các nhân vật trong trò chơi và tham gia vào nhiều chế độ khác nhau như Paintball, Red Royale, 3D Charade, Golden Trophy hay Dogball. Ngoài hỗ trợ đàm thoại trực tiếp, người chơi còn được trang bị bộ công cụ lập trình cho phép game thủ được tạo ra nội dung gameplay của riêng mình. Về phần đồ họa, tuy cũng sử dụng tông màu sáng và sặc sỡ, nhưng thiết kế hình ảnh của Red Room lại mang thiên hướng trưởng thành hơn nếu so với các sản phẩm cùng thể loại.
ngoại hình nhân vật trong game cũng khá độc đáo, tạo nên nét riêng cho trò chơi. Ngoài việc ra mắt sản phẩm trên các nền tảng quen thuộc, nhà sản xuất còn phát hành thêm một phiên bản Red Dream thực tế ảo nhằm giúp game thủ có một trải nghiệm thú vị và chân thực hơn. Lost in Dreamland. Lost in Dreamland là một cuộc đấu trí 5v2 đầy hấp dẫn. Trong game bạn sẽ vào vai một Dreamlander, kẻ đang bị mắc kẹt trong thế giới tâm trí của một bệnh nhân tâm thần. Trong trận chiến này, bạn có thể lựa chọn trở thành kẻ thợ săn đầy quyền lực hoặc là một trong năm kẻ chạy trốn can đảm quyết tâm trốn thoát. Nhưng dù có là vai trò nào, bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự phấn khích tột đỉnh. Dù sở hữu lối chơi tương đồng với Identity V và Dead by Daylight, nhưng Lost in Dreamland lại lựa chọn đi theo góc nhìn trên cao. Điều này có lẽ giúp người chơi tận dụng tốt hơn yếu tố địa hình vào trong cuộc đuổi bắt. Về mặt hình ảnh, nhà phát triển đã làm rất tốt khi sự chi tiết được thể hiện ngay cả trên những tiểu tiết nhỏ như bụi cây, hiệu ứng gió thổi. Tuy các cảnh kinh dị hay máu me trong game đều bị lược bỏ, song bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự căng thẳng và hồi hộp qua từng màn chơi. Mimicry. Mimicry là một sản phẩm hồng hội lối chơi của Among Us nhưng được gia tăng nhiều hơn tính bạo lực và độ chân thực trong trải nghiệm. Mỗi màn chơi sẽ bao gồm 8 người và một sinh vật ngoài hành tinh giả dạng. Khác với phiên bản gốc, các nhân vật người trong Mimicry hoàn toàn có thể tiêu diệt quái bằng vũ lực. Song việc tìm ra chân tướng sinh vật này cũng không đơn giản khi nó có khả năng thay đổi hình dạng và thậm chí là hóa thân thành người đã chết. Hình ảnh trong game được xây dựng theo công nghệ 3D đơn giản, tập trung vào việc xây dựng bối cảnh cũng như chuyển động của nhân vật. Điều này nhằm giúp tựa game có thể dễ dàng vận hành mượt mà trên smartphone, nhưng đồng thời vẫn đem đến cảm giác chân thực cho người chơi. Game có nhiều cảnh máu me kết hợp với yếu tố gameplay kinh dị bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến bạn bị giật mình không ít. Vậy nên các game thủ nữ cần cân nhắc thật kỹ trước khi trải nghiệm nhé.